Xin chào quý khách hàng mua nhà Gò Vấp. Hiện tại thì tôi đang đứng trong khu biệt thự Làng Hoa ha. Khu biệt thự Làng Hoa đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Khu này là khu biệt lập, đường trước nhà là đường bàn cờ ha, đường bàn cờ 10m thông thoáng. Tất cả các đường đều thông nhau hết ha. Phía sát bên là công viên luôn. Đi bộ khoảng chừng vài bước chân là mình ra tới công viên Làng Hoa rồi. Một khu nhà đồng bộ rất là đẹp. Ở đây thì có những căn nhà phố xen kẽ với những căn biệt thự rất là VIP ha, giá rất là mắc tiền. Hôm nay thì mình đang đứng trước một căn nhà phố nằm trong khu biệt thự Làng Hoa. Ngang của nó là 4m, dài 17m, đúc kiên cố trệt lửng 3 lầu sân thượng trước sau. Đường trước nhà nó là 10m thông. Khu nhà lầu đồng bộ ha, sát bên là công viên luôn, mình đi bộ chỉ có vài ba bước chân là ra tới công viên rồi. Trường học thì kế bên. Căn nhà lầu rất đẹp, được xây mới năm 2017 ha. Sổ hồng đã có sẵn rồi. Nhà này là đúc kiên cố trệt lửng 3 lầu sân thượng sau. Nhà có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, có sân để xe máy, có vỉa hè phía trước, có gara xe hơi và có một phòng khách ở trên lửng ha. Căn nhà rất là đẹp. Rồi xin mời căn nhà cùng bước vào phía trong để mình xem căn nhà này ha. Phía trước thì mình có khoảng sân, nó khoảng 3m mình đi xe gắn máy ha. Bên trong thì đây là khu vực dùng để xe hơi. Hai bên thì được ốp gạch với lại giấy dán tường ha. Phòng rất là cao tới 4,5m là thế. 4,5m rất là thông thoáng ha. Khu này sàn là gạch bóng kính 80 ha. Màu sắc rất là đẹp. Mình để xe hơi 7 chỗ đến 4 chỗ đến 7 chỗ đều rất là thoải mái ha. Tiến về khu vực cầu thang. Ở khu vực cầu thang này thì cầu thang mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly, tay vịn thì được làm bằng chất liệu gỗ căm xe. Ở kế bên đây thì mình có một cái tủ rượu. Phía trong đây là không gian của không gian bếp thì mình có tủ bếp, kệ bếp và kế bên mình cũng có rất nhiều là tủ để trưng bày rượu hoặc là những thứ gì mình thích ha, rất là tuyệt vời. Căn nhà này nổi bật là nó có một cái giếng trời rất là rộng và thoáng nên là vào căn nhà rất là sáng. Đây là khu vực giếng trời này. Căn nhà ngang 4 dài 17 ha. Nằm ngay trong khu biệt lập, khu biệt thự Làng Hoa, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, giáp công viên Làng Hoa luôn. Phía trước là công viên ha, cũng phía trước là mình có công viên nội bộ, còn công viên Làng Hoa đi bộ khoảng chừng 2 phút thôi. Căn nhà rất là tuyệt vời, vị trí rất là tuyệt vời, đường trước nhà 10m thông thoáng, thông ha, thông thoáng luôn. Tiện là văn phòng công ty hoặc là đủ văn phòng công ty hoặc mình có thể mở kinh doanh spa đồ, rất là tuyệt vời luôn. Nhà rất là rộng rãi, đường trước nhà có vỉa hè rất là tuyệt vời. Nó nằm trong một khu biệt lập của phường 11, quận Gò Vấp ha. Rồi mình đi lên trên lửng để xem khu vực tầng lửng. Đây là khu vực phòng khách của căn nhà ha. Khu vực phòng khách này thì cửa của nó là được làm bằng cửa kính cường lực ha, để tạo cho không gian phòng khách nó thêm thoáng đãng và rất là sang trọng ha. Trần được đóng thạch cao rất là đẹp ha. Phía sau thì mình có vệ sinh luôn. Tất cả các thiết bị vệ sinh trong căn nhà này đều được làm bằng thiết bị rất cao cấp ha. Đồ vệ sinh là bồn rửa và bồn cầu là thiết bị Toto ha. Có vòi tắm, massage nước luôn. Rất là tuyệt vời. Nội thất rất là cao cấp. Nhà này chủ nhà rất là đầu tư ha, nên là mình nhìn vào căn nhà rất là sáng và đẹp. Hai bên của cầu thang được ốp đá hết ha, ốp đá hết rất là sạch. Mình có trẻ nhỏ đi thì nó không bị dơ tường, rất là tuyệt vời. Rồi nhà này mình xin nói sơ qua, nhà này có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, hướng của nó là hướng chính nam nha. Đường trước nhà nó 10m thông. Ở tiện đây thì mình nói giá bán căn này luôn.
Căn này đang rao với giá rất là ưu đãi, rất là mềm luôn. Chỉ có 5 tỷ 480 triệu thôi. 5 tỷ 480 triệu đồng còn thương lượng ha, cho một căn nhà phố ngang 4 dài 17 nằm khu biệt lập, khu biệt thự Làng Hoa, phường 9, quận phường 11, quận Gò Vấp, sát bên công viên Làng Hoa luôn. Rất là nhiều tiện ích xung quanh ha, gồm công viên, trường học, chợ, nhà thờ, siêu thị, hồ bơi, rồi trung tâm thương mại kế bên hết. Rất là tuyệt vời, trong vòng bán kính khoảng chừng 100 mét thôi, căn nhà này rất là tuyệt vời, được nằm ở một vị trí rất là đỉnh ha, rất đỉnh cao. Trong phòng ngủ được bố trí gồm có tủ kệ ha, rồi ống máy lạnh đã được gắn sẵn rồi, cửa là cửa gỗ gâm xe. Nhà này có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh hướng nam, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp ha. Căn nhà rất là tuyệt vời. Với cá nhà quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0918 178 657 hoặc là 0972 545 90 ha. Hoặc là truy cập website của mình nhà đất uy hùng.com để được xem thêm nhiều mẫu mã nhà mới đẹp khác ha. Tất cả phòng ngủ trước sau đều được bố trí tủ âm tường ha, vệ sinh trong. Vệ sinh sử dụng thiết bị rất là cao cấp Toto, thương hiệu Toto. Có bồn tắm đứng, vòi tắm massage nước ha. Rất là tuyệt vời. Nhà này có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh nha. Sân phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng là hướng nam. Mình bước lên khu vực sân thượng trước sau. Ở đây mình có sân thượng sau này và phòng giặt phía sau. Rồi mình quay ra khu vực sân thượng trước và phòng thờ. Đây là khu vực phòng thờ. Khu vực phòng thờ căn nhà này ha. Rất là rộng rãi luôn. Rồi mình mở cửa phía trước rồi mình bước ra sân thượng phía trước. Rồi đây là khu vực sân thượng phía trước ha. Mình sẽ nhìn xuống đường và những dãy nhà lầu bên cạnh, toàn nhờ những căn biệt thự và nhà lầu ha, rất là đẳng cấp. Giá căn này là 5 tỷ 480 triệu đồng còn thương lượng ha. Cả nhà quan tâm vui lòng hệ cho mình.